Dạ chào cô chú đang xem kênh nha cô chú. Hôm nay Phượng tiếp tục lên clip cô chú ơi. Clip này là bông trang thần chậu như thần loại mọi khi đó cô chú. Cây già rồi đấy cũng đẹp để cô chú chơi bonsai nha cô chú. Số điện thoại của Phụng là 0939 866 039, sau đó là số Zalo luôn. Thì chị cứ Phụng là ở huyện Bình Tân nha cô chú, tỉnh Vĩnh Long, mà không biết nói gì hơn, chúc sức khỏe cô chú hết nha cô chú. Vô cây số 1 cô chú ơi. Này là màu đỏ. Cô chú về thay chậu cô chú chơi à cô chú. Chiều cao là 18. Tá ngang 25. Này trang ta nha cô chú, trang ta lá nhỏ. Hoành vị trí này được 18 luôn. Rồi mã số 1 này 400.000. Khi ship đi rút chậu bó bầu cô chú ơi. Dạ đổi cây. Rồi mã số 2. Số 1, số 2 này thì cái hai cây này nó giống với nhau lắm cô chú. Cặp này nè. Chiều cao là 19. Tá ngang là 25 luôn. Sắp sửa lên nụ luôn cô chú. Hoành vị trí này được 18. Rồi mã số 2 cũng 400.000 cô chú ơi. Dạ đổi cây. Qua mã số 3. Đây, mã số 3 với số 4 này cũng giống một cặp luôn cô chú ơi. Cây này tán to lên mà rất là dày luôn. Tròn do à, cô chú có tán đó. Chiều cao là được 30. Tán ngang là được 45. 45 trên 45 nha cô chú. Mã số 3. Này cũng màu đỏ rồi cô chú, này sắp nó đang lên nụ lây gai rồi đó cô chú. Hoành vị trí này được 22. Rồi mã số 3 này 600.000. Đó ok. Còn mã số 4 cô chú ơi. Đó số 3 số 4 này nó giống một cặp luôn cô chú. Chiều cao được 30 luôn. Tán ngang là 45 luôn. Hoành vị trí này được 20. Đấy đẹp lắm cô chú. Rồi số 4 700.000 luôn. Dạ đổi cây. Qua mã số 5. Chiều cao là được 22. Tán ngang là được 25. Hoành vị trí này được 20. Số 5 cũng 400.000 luôn. Dạ đổi cây. Qua mã số 6. Chiều cao được 25. Tán ngang được 30. Hoành vị trí được 24. Rồi số 6 này 500.000 cô chú ơi. Khi ship đi rút chậu bó bầu nha cô chú. Dạ đổi cây. Qua mã số 7. Chiều cao được 28. Tán ngang 35. Hoành vị trí này được 29. Cây già lắm cô chú nhìn nha. Rồi số 7 700.000 cô chú ơi. Rồi ok. Tiếp mã số 8. Chiều cao là được 26. Tán ngang là 30. Cái đấy thế tròn do cô chú. Đo cái chỗ vị trí này thì được 22.
Hoành đế, cô chú xem nghe, hoành củ đế. Củ đế là được 31 tròn ấm cái đế cô chú. Rồi số 8 này 700 ngàn luôn. Dạ rồi, ok. Tiếp mã số 9. Chiều cao là được 25. 8.035. Hoành vị trí này được 22. Số 9 này 600 ngàn luôn. Dạ đỡ cây. Qua mã số 10. Mã số 10 cô chú ơi. Số điện thoại của Phụng là 0939 866039. Số đó số Zalo luôn nha cô chú. Chiều cao được 20. Tán ngang là được 25 luôn. Hoành vị trí được 20. Số 10 cũng 400 ngàn luôn cô chú ơi. Giá này bao ship luôn đó nha cô chú. Dạ đỡ cây. Mã số 11. Chiều cao được 25. Tán ngang là 25 luôn. Chuẩn bị lên nũ chưa cô chú? Đang chỉ chích nha. Hoành vị trí này 22. 11 này 500 ngàn luôn. Đỡ cây. Qua mã 12. Chiều cao là được 22. Tán ngang được 25. Hoành vị trí được 24. 12 500 ngàn luôn. Dạ đó cây. Qua mã 13. Chiều cao được 22. Tán ngang được 25. Hoành vị trí được 22 luôn. Rồi 13 500 ngàn. Dạ đó cây. Qua mã 14. Mã 14 cô chú ơi. Trang này trang lá nhỏ mình nghe cô chú trang ta. Cây này cây nguyên thủy không ghim không mà nghe cô chú không có ghép. Chiều cao được 25. Tán ngang là được 28. Hoành vị trí này được 19. Hoành củ đế nó được 27. 14 500 ngàn cô chú ơi. Dạ đó cây. Qua mã số 15. Nó chế trang nha. Nó lâu lâu nó cũng phải thay lá nha cô chú. Nó vàng vàng vậy chính là thay lá đó. Chiều cao là được 32. Tán ngang được 35. Hoành vị trí là được 28. 15 này 700 ngàn luôn. Dạ đỡ cây. Qua mã 16. Cây này nhìn chứ ngoài đẹp lắm cô chú, nhìn nó dáng kìa. Chiều cao là được 24. Tán ngang là được 25. Cái bề lưng nó như con cóc kìa cô chú. Đo chỗ này rồi đo hai vị trí cô chú. Hoành chỗ này được 19. Cái hoành cũ của nó thì được 42. Cái cũ y chang như con cóc luôn cô chú ơi. Rồi 16 này 700 ngàn luôn.
Dạ rồi, ok. Qua mã số 17. Chiều cao là được 22. Tấc ngang là 25. Hoành vị trí là được 19. 17 này 400 ngàn luôn cô chú ơi. Dạ rồi, ok. Mã số 18. Chiều cao là được 20. Tán ngang được 25. Đang lên nụ đó cô chú. Này cô chú cắt con tàn nhẹ hả, là nó càng ngày càng dày nha cô chú. Đẹp lắm, dày kín đó chứ. Mà nó mau lắm cô chú ơi. Hoành vị trí được 22. Cây này nhìn có duyên lắm cô chú. 18 này 600 ngàn luôn. Dạ đỡ cây. Qua mã 19. Chiều cao là được 22. Tán ngang được 25. Hoành vị trí được 24. Rồi mã 19 này 400 ngàn. Giờ đỡ cây. Qua mã 20. Chiều cao được 22. Tán ngang được 25. Hoành vị trí được 19. 20 400 ngàn cô chú ơi. À đó cây. Qua mã 21. Chiều cao là được 18. Tán ngang là được 22. Hoành vị trí này được 20. Mã 21 400 ngàn luôn. Đợi cây. Qua mã 22. Chiều cao 22. Tán ngang 25. Hoành vị trí được 24. Rồi 22 này 500 ngàn. Rồi đó cây. Rồi mã 23. Chiều cao là được 25. Tán ngang là 30. Này sẽ dạng lên nụ rồi cô chú. Cây này dày hết biết đẹp. Tán ngang do. Hoành đo vị trí này được 28. 23 700 ngàn cô chú ơi. Đợi cây. Qua mã 24. Chiều cao được 25. Tán ngang cũng 25 luôn. Hoành vị trí này được 22. 24 này 500 ngàn. Dạ đó cây. Qua mã 25. Chiều cao 25. Tán ngang 28. Hoành vị trí này được 25 luôn. 25 600 ngàn. Nhà đỡ cậy.
qua mã 26. Chiều cao là được 22, tán ngang là 28. Hoành chỗ này thì được 27. Hoành đế nữa nè cô chú, cây này đế nhìn coi đẹp. Hoành đế được 35. Rồi mã 26 này 700 ngàn cô chú ơi. Cây này đẹp. Dạ đó cây. Qua mã 27. Mã 27 nha cô chú. Chiều cao được 24, tán ngang được 24 luôn. Hoành vị trí này được 20 27 400 ngàn. Đó ok. Qua mã 28. Chiều cao là được 22, tán ngang được 30. Hoành vị trí được 25. 28 này 500 ngàn cô chú. Đổi cây. Qua mã 29. Mấy cây này nó già lắm mà cô chú nhìn đế nó không cũng biết già. Cây 29-30 này cũng giống cặp nữa cô chú ơi. Chiều cao được 28, tán ngang được 35. Hoành vị trí được 28. Thì xưa cái bụi nó rất là lớn cô chú, cái cây này nè. Rồi 29 này 800 ngàn. Đổi cây. Mã 30. Là 29-30 này, cái hai cây cái cặp này nó giống cô chú. Chiều cao là 25. Tán ngang 35 luôn. Đây cặp này giống là giống như bộ đế nó già nó to. Hoành vị trí này 29. Rồi 30 này 800 ngàn. Đổi cây cô chú ơi. Qua mã 31. Chiều cao là được 33. Tán ngang là được 35. Cây này tán cũng dày tròn lắm cô chú. Đế cây thay đế thân nó cũng đẹp nữa. Hoành vị trí này được 35. Ý không phải cô chú à, 25. Hoành 25 nha cô chú. Rồi 31 này 700 ngàn. Dạ đó cây. Qua mã 32. Cây này cây màu tím sen nha cô chú. Màu tím sen. Già lắm coi chứ. Tím sen mà nó gì chậm lớn lắm. Vì cây gì là già lắm, lâu lắm rồi. Chiều cao được 40. Đang cho nụ cô chú ơi. Cái đế nó không cũng thấy nó già nữa. Đo hoành chỗ này thì được 20 nha cô chú. Rồi 32 này 400 ngàn. Đỡ cây. Mã 33, cái này là màu hồng phấn cô chú ơi. Đây màu hồng phấn. Một cây tím sen rồi một cây hồng phấn. Cái này là cây hồng phấn. Chiều cao là được 35. Đang cho nụ cô chú. Đẹp đi. Cái này
nó không có cái thân nó cũng không đẹp gì mấy, mà nó nhờ cái củ nó đẹp lắm cô chú ơi. Cái củ nó bây giờ nó lên lá cái nè, hoành củ của nó thì được 32. Rồi mã 33 này 500.000 cô chú ơi, màu hồng phấn. Dạ đỡ cây. Dạ mã 34. Mã 34. Cây này một cục đế vậy cô chú. Chiều cao là được 20. Nó ngang 22. Cũng đang cho nụ nữa. Hoành đế chỗ này thì được 28. Hoành eo thì được 20. Nhìn cái cây này đẹp cô chú ơi, nói nữa sau này nó lớn nó càng ra thì nó càng dày vậy đó cô chú. Rồi 34 này 700.000 luôn. Mã số 34 này mã số của clip của Phụng ngày hôm nay rồi cô chú ơi, không biết nói gì hơn. Chúc cô chú đang xem clip dồi dào sức khỏe của cô chú, ủng hộ cho Phụng vài cây về chơi. Số điện thoại của Phụng là 0939 866 039, số đó là số Zalo luôn. Địa chỉ của Phụng là ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Chúc cô chú gặp lại clip sau nha cô chú, và xin chào cô chú. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết video, chọn được cây ưng ý, liên hệ với nhà vườn Mỹ Phụng để chốt cây. Số điện thoại được đặt trên tiêu đề và trong mô tả. Trân thành cảm ơn, trân trọng kính chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.